Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với bắt lên bài boss bắt 79 nha nè. Thì cũng như mọi hôm thì Khải vẫn mang ship bánh 100% nha mọi người. Phúc Duyên 27.000 máy đó, một thiên cục hai. Này, ship bánh này. Đó, 100% kèm với mạch nạ 5. Cái đào tóc sát thương. Quên tao tóc độc sát là đánh phụ boss thôi. Rồi ok. Không đón em chờ đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ quất vai con boss. Được Khải phù vậy, Khải lấy tiền à. Khải làm ba con trước rồi. Luôn 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 anh Tùng ơi. Anh Tùng dậy đâu ta? Ừ, em thả ba con trước rồi đánh anh nha, bắt đầu nha. À, ok, đợi lên thả. Rồi. Thả ba con đánh tục đánh tục. Cho em ké 7 con anh Khải à. Có hết, cho em ké hết. Đến người nào người đó nhận thôi. Ok. Càng ké rồi, Khải làm clip càng dài anh em à, ké đi anh em. Cứ ké càng nhiều càng tốt anh em. Anh em nào đánh lên nha, lâu lâu đánh một hôm anh em ơi, đánh cho hết boss trong bang luôn. Đúng rồi, chụp con ké, Khải lập lại đi chứ, bữa giờ nó xây nhà tụt view quá. Nhiều quá. Đâu Khải ơi. Ba Lăng Hiền Ba Lăng Hiền bánh tàu nha, Ba Lăng Hiền cũng bánh tàu tạo độ cân bang này. Đó, ba con đầu tiên Khải lại. Ui, ba con đầu tiên ba con thổ luôn trời. Chán thiệt sự. Anh em cố gắng cho anh Khải lên nút vàng anh em ơi. Ừ, gần nút bạc thôi, gần nút vàng. Ủa, thấy trên nhà nút bạc hả? Server này đồ xanh hiếm anh em ơi. Đâu trên này anh coi có nút bạc, nút vàng kinh, nút bạc kinh cũ á. Đâu, lấy tiền server anh em. Server bên kia thì nó nhiều đồ boss hơn. Ôi, toàn hồi thổ, đồ đồi đâu không. Rồi, anh Tùng thả Tùng ơi. Bán cái đồ này á. Anh nhá. Hả, ok. Lần này chắc cả ban chắc được 50 con á nè. Ui. Trời, ban của nó. Ô, được qua tay, không đâu hạ chính được, nhưng 10 ban được. Ra. Đụng, phiên khải cái đâu, thì cho nó đánh boss đúng bài. Ừ, đứng đánh boss thôi. Như một qua tay khác lôi 30 nha. Ừ, ngon. Rồi, quốc anh ơi. Năm độc đó mình chịu khó một cách buồn năm độc cho nó cho lẹ. Ôi đồ rớt kìa. Rồi lâm đồ. Lâm hạng. Số lượng lớn á, mừng cái đao của bé quậy hay gì đó. Lâm hạng. Tiếp anh ơi. Ủa sao đồ ra cái con gì mà ra đặc biệt ra toàn ấy không ạ? Đặc biệt ra toàn trang sức không à? Đặc biệt là trang sức nhẫn ngọc bội dây chuyền. Để đi xin ra cái nhẫn mấy mấy màu xin đủ 21 trên như vậy. À. Nhẫn mấy này ra đời mà 3-4 ra đời ấy mà. Đời mà này giấu hết rồi. Anh Tùng sang cho anh Tùng sơ sơn đủ gần xếp bánh xanh. Cái nào nè, quá tự cánh rồi. Dạ. Vừa rồi Khải cánh quá tự thiên sơn rồi nè. Với lại cái bông ho mà vu lan á. Khải mới đi ép á. Tiếp anh Tùng ơi. Tơ mua bao tay đồng cù. Tóc đánh trên 16 kìa. Khui hàng, khui hàng cái liệu sẽ phóng của nhau nè. Anh em mày hai bay cũng thân lắm mà. Đó. Đi off cũng thân lắm mà. Đó. Đó. Chụp hình chung rồi. Đó. Đó. 19 bà ra. Đó. Bà má màu tí cụ sát chết sớm đi nấu cái mì ăn. Nhận 40 dòng 2. Ngọc bòi ra. Được một nhận 40 dòng 2 nha nè. Đó anh Tùng. Chuẩn bị lâm hang. Một nhận tiếp theo. Ăn hai. Bắt 79 rồi. Thằng tài lớn rồi, biết ra thằng tài cho anh Tùng rồi. Dây chuyền thổ. 79 rồi. Ủa sao lại có hai món trắng trời, ai quýnh vậy? Ảo à. Ờ tự nhiên hai món trắng rồi trời. Không mình thấy yên đánh mà. Ơi. Anh Tùng ba mấy con ở trong bàn này chứ khoảng 50 con em. Mình có 20 con thôi. Ừ. 24. Em mất 3 con rồi. Nên nó đánh ra đi anh em ơi. Ra. Ồ, cái nhẫn này nghe mi nào mang được nè. 10 là kháng lâu 15 anh em. Sinh lực 110. Đâu, nó cô là bà đứng bút nữa, ai chịu nói. Đêm độc. Đêm độc bùa của bạn anh em. Xích full nộp 25 rồi, quá chắc. Full khá. Cái bè tì 25, cái bè tì của đồng hồ bài 25 rồi, đồng hồ của đi rồi. Bè tì nè, S7 cái đó là hầu đầu silver ra. Bây giờ đâu cá đâu, giờ là tiền có bè tì 25 làm cá. Rồi, tiếp tục anh Tùng ơi.
là năm đồng vừa ra được mấy món. Ừ. Ui. Còn, nhiều rau, chủ ui sợ ngọc bội. Ra. Ra. Ui hai nhận chén lúc nãy 30. Ra đồ tén hả? Hai món lúc nãy. Trời ơi tóc đâu? 2288 không có tóc. 1940 à nóng thử được nè anh Anh Tùng. Nóng thử đi được nha. Nón này rác, được cái nón đẹp nè. Ở nón nam à. Ôi Thiếu Lâm mang được luôn Tùng. À, anh Tùng đang mang nón Đình Quốc rồi. Nón nam từ nón nữ. Rồi, cái nón này là cũng mua nhiều lắm. Lên chặt đi à. Ok anh ơi, tiếp tục. Anh em nó thả tiếp cho anh chuẩn bị thả bó đại đấy. Ừ anh em nó thả tiếp anh em ơi. Ôi xô, em tưởng phòng thủ 22. Trời ơi cái gì. Tóc 36 phòng thủ 2 điểm. Thảm gần quá. Ôi phòng thủ 1 điểm chờ. Anh em nào thả bot xanh đi. Anh em xả bot xanh ra thả đi nè mời Cường ra thả anh Cường ra thả đi. Cho em thả. Chờ Cường chưa có lock ạc nào hết. Không không, ấy cứ ra thả đi có đồ thì lụm thôi lock ạc gì đâu. Vậy này anh lấy không em? Phòng thủ có 2 điểm mà. Vậy này lấy làm chậm 20 cũng được ấy. Rồi, qua thả đi Khải quýnh giùm cho anh em. Qua đây tuần nào của ai thì anh em nhớ nha gì nhận đồ nè anh em ơi. Giờ qua em anh à. Tương Dương. Ok. À? Tương Dương bác đứng lại Tương Dương bác nhận đồ em ơi. Cứ like bán luôn đi còn cái nào món ngon nào quốc ra đó. Nó ngoài đấy quốc như rồi đỡ chặt gương. Món nào được thì like coi like được rồi. Rap nè. Rap nè. Đồ khó gì quốc. Rap không. Tiếp. Nhận nè. Xong này luôn nè, trang sức. Mày bánh cao đâu mèo quá. Anh xui. Full mày bánh anh em. Anh em thấy cái dòng mặt trời trên đầu không? Là cắn từ cái vòng ho Vu Lan nữa đó. Full hai cái vòng ho ấy. Cũng thấy bữa nay chỉ có bảo vũ là cái nhận 40 đâu. Em cần dòng 1 á? Vâng. Không có rồi, em hết hờ hở rồi. Còn thổ. Đó, nhận thổ nè. Ôi giờ truyền thổ chứ. Toàn thằng liên, tưởng nhẫn. Rồi anh em nào thả bot ra thả đi em ơi. Nhanh nha. Khui. Không có khả đánh bot đại nó ộp ấy. Đó. Cường có lấy 3 đồ cho tổng gì lấy nè. Trời quá trời nãy bán quá trời. Gì lấy chính luôn clone vậy sao kêu này chặt dư rương. Không có đồ nào khanh này. Tự nhiên bác này, tự nhiên bác này khả đưa cho mấy đồ cho tổng này. Tự nhiên bắt đi, mấy cái đồ này là nhà tạo được nè. Sinh lực, nỗ lực, sinh khí, rồi chón 20, chón 30, rồi đài nè. Anh em nào ra đánh bot là thả đi anh em. Còn không thả bot đại là nghỉ luôn nha anh em. Bot đại là thả ra đánh hơi bị lâu á, gần 20 phút á. Đấy, tính ra gần 40 con mà không có đồ gì. Được cái nón với cái nhẫn của anh Tùng. Nhẫn, được cái nhẫn với anh Tùng rồi, như cái nón hết rồi. Đánh giúp mấy con bot chờ, hết sọt chờ. Thằng thứ hai thả đúng không Khải? Ngay chỗ cái con Sun Ly á, Sun Ly 121 á thả. Cái lá đồ nhà tao không đấy, không cài sốt luôn này. Đừng có thả được rồi anh bác kia. Đó thả đúng đi. Rồi, thả đi. Rồi, về Tương Dương bác ơi, khai đưa cho mấy cái đồ nhà tao này. Mấy con thả mấy con. Thả hết luôn, 4 5 con đã thả đi, 10 con cũng được thả đi. Ừ, rồi, về Tương Dương bác lụm mấy cái đồ nhà tao này. Được khai lên nè. Cường nha, 6 con, 7 con. Ừ, Tương Dương bác đi. Mau khai lên là nhặt đồ trong thầu khai sốt hết này. Anh cứ vứt đấy, tí người ta về người ta nhặt anh. Cứ vứt đó đi, ông lấy thôi. Đó, tự nhiên bác ấy lấy. Ông đồ gia tạo ấy, lấy cái bàn này ông làm ngán luôn. Rồi. Tự nhiên bác nha, là thấy đồ mới. Giải cái nữa đi. Rồi, 7 con tiếp theo của anh Ba Khía. Lấm. Bắt luôn một cái. Nhanh chứ hết hạn. Đồ, nói ổng cứ hay hỏi lại với người ta. Phải thiệt luôn. Không được hả? Cường đi ra luôn chứ không có tiền vàng để đi ra. Không, thắng anh phù là được mà. Ý là Acalon á. Acalon cấp 1 đi được mà. Tàu ạc là đi được rồi. Đang chạy ra ba long hiện luôn. Chạy ra long hiện chi?
Dạ, tôi dừng bét á, nghe ông đúng cái này luôn chứ đồ á, ra đá lợm. Ừ, hơi bỏ đi, ông lấy nè. Hai con thổ. Ok, Hào Hà ơi. Chắc ngày mai bắt đầu sau trận Tống Kim Khải sẽ làm video nha, Hào Hà ơi. Tương Nhân Bách nhắn vô thằng anh Phù là gì? Tương Nhân Bách quẹo phải một nhịp lấy một mớ đồ á, đồ đó giờ tao đầy. Để quay cẩn thận nha, bắt thổ đến đâu á. Bắt đó rồi. Rồi, một con thổ. Nhật đô. Mất hết mà rồi. Rồi, một ngọc bội. Mất hết thôi. Đây đây đây, đao cường ngày nào anh Hùng ơi. Đây này này này. Ờ, ông Tào từ hồng đào, hồng đáo không biết. Khui. Đọc 40. Khui. Chậm 20. Cho nó, bá đồ cho tàu á. Sổ. Thùng ra. À, được một ngọc bội 540 cũng được. Giờ tàu nè. Rồi. Ê chính đâu nè, có một ngọc bội 540 nè. Đó, xài được đấy, đấy cái cuối cùng ấy. 540 á. Đấy, như đất kìa. Như đất kìa Cường. Cường. Đó, lầm như đất ấy. Còn anh em còn boss nữa không Nam? Chết hết rồi, anh Tùng thả bất đại, anh Tùng 2 con, 3 con, thả gô một lần 3 con luôn anh Tùng ơi. Anh còn mới 2 con thả nha. Ok, thả đi. Xả đúng cái nhiệm đó, quốc ơi. Rồi, giờ đến một đại nè mày. Đi tiếp đường mình để 2 con một đại lại. Ây dạ, dạ, mà nó thả đâu quá. Rồi, ok, quốc một đại này nè. Đại mà đâu. Rồi. Con hỏa này ra đồ phòng thủ làm chậm đấy. Ừ, mà bó ra bó đỏ là bó. Cái chân này thấy, đánh luôn. Ây dạ, đúng, mà xong nó đánh đâu rồi. Đánh luôn. May con thuyền giác liền hệ mộc thương và phản đam. Ừ, thôi phản đam, xong xác rồi. Bút bùa anh lấy con lông ra mút. Đó, được rồi, vậy bùa rồi mà. Đợi đợi, Khải Đương đừng vô, Khải vô gấp một Khải sấy rồi. Khải đang lấy con nghe mi. Ôi đủ xanh má nó chứt mày đừng vô ngoài. Nó chạy ra lại. Đường vô chưa kịp chạy vô nó quất mớ mà. Đừng mua máu à. Mua mana luôn. Này vô gấp quốc thôi. Rồi anh em tao auto đánh tay nha. Sóng này phản đam á. Đợi bút bùa rồi nha. Đợi con lô bút bùa phản đam hết một lượt. Cái rồi anh em đánh phản đam. Dạ đủ xanh. Làm rừng mình nè. Bút bùa. Anh em nào có giỏ đang thiên nhẫn nhau. Vô phụ đam một vài đam cho vui nè. Bút bùa hết rồi nha. Bút đại á. Vô đam cho vui nè. Thiên nhẫn giỏ đan cũng được, cái gì cũng được. Rồi đánh đây anh em ơi. Phụ được hết á. Đánh đi, cứ một ít mà đánh. Được hết á, đánh được á, không phản đam gì đâu. À, đánh thoải mái. Vô gấp á, vô gấp, ngay gấp Khải đang đánh nè. Là mua đánh được. Đi bộ vô gấp á. Đi dự ái đồ nghe bên nhiệm rồi. Nhiều á. Ui, đủ xanh con nghe mi cho mùa nữa rồi. Sao? Anh ta họ đâu luôn. Rồi, đã vô rồi. Bóp bùa âm phản nam xong là quấn được chiêu 9x luôn. Nghe mi luôn, Thi Yên sao đánh nữa. Đây, Thi Yên ngủ anh em nha. Ok. Thi Yên chắc nó hết mana, đợi Khải mua đóng rương mana nữa. Rồi, đã đắp nữa. Hết mana, chứ hết mana. Rồi. Đường bồn xấy là đẹp rồi. Mình cho anh em đọc full bùa à. Em đọc xuống trưởng luôn rồi. Phụ đam luôn. Để thứ 5 ôm, thứ 5 như 9 giờ cả trời. Cho anh em đọc đánh luôn. Rồi, đánh đi. Anh em là có đam gì vô đam nữa em ơi. Cứ vô góc, chạy từ từ vô góc lấy góc là đam thôi. Phụ đam nè, bất đại hơi lâu anh em cố gắng cho phụ tí nữa. Vô gấp mà phụ được nha. Rồi. Hai đam mà chết rồi, ok. Để em sức. Tết rồi, tết rồi. Bạn mình mở trống ở chỗ này vậy nè. Lông mông trắng, lông mông trắng. Rồi. Bất này hay bất họ ấy, cố gắng ra món giày tóc 40, phòng thủ các kiểu, làm chậm 40 đó. Anh chơi không chơi lại anh chơi không? Không chơi nào. Ok, xong quốc đại nha. Nghe mi trong bang mình đó nha. Có gỡ bên đây, nghe mi trong bang cho thiếu ạt rồi lắp vô nha. Nghe mi chiến luôn á.
Chứ là đứa anh già không chơi nhà mình kiếm đúng là chơi anh 7 em cũng quên gì quên mất không gì quên. Anh lên phù lại không á? Anh Khải chết con nào chưa? Chưa đợi chết con này đấy, gần chết rồi. Đợi tới. Chưa được bảo đâu. Bảo em yêu đi cái gì anh em nào hoạt động mà thiếu ạt là đưa vô liền nha. Đợi tới nha em, đợi tới nha. Chưa đâu. Gần chết rồi, một đam nữa, hai đam nữa. Con đó trước là tên gì anh già không à? Chân máu rồi. Chính máu rồi. Rồi Thành Phạm ơi. Quay lại lâu cả. Cố lên, chính máu rồi. Ôi đủ xanh má con Nga My. Xanh phù hoài vậy. Cho Nga My chết nằm mẹ đi. Phù hoài ngứa gai. Sao tiên không này? Tiên này bị kẹt anh này. Rồi đánh rồi đó. Ồ, con Nga My nó búp không lên máu trời. Rồi, đánh rồi, đánh rồi. Cho nó trưởng con thành quỷ trưởng skin bẫy của Thiên Nhẫn, cứ nó lay chúng Nga My phải phù vậy nè. Gặp con Thiên hết bà này á. Là nó đứng hình mất. Rồi Nga My đứng rồi, sát cái quay này, sát cho em thâu á. Ok. Rồi. Anh em nào còn quả heo hoàng cao, chia cho hai quả anh em ơi. Ừ, anh em được chia, có chia. Anh em nào có 4 hay 6 quả cũng như anh cao vậy, chia đợi rồi quả ăn tiếp này. Anh vô thường đợi xí nha, xong này chắc là phụ nha anh ơi. Để em đam vài cái là phụ luôn. Chạy, đủ nó đâm trúng. Quỳ có chết nè. Đâm xíu chén máu rồi. Trên mông cái giờ kết thúc à, một chấm mà nó không chết kìa. Đâu xanh. Rồi, trên máu. Lụm tiền, con gì đây? Đồ gì đây? 240 cái đôi giày. Đang chờ đôi giày. Boss này hỏa là chết trước đó nhỉ? Ừ, hỏi chết trước. Thế yên mà. Có đôi giày ngon thế. Lụm tiền. Lấy anh Tùng. Bữa nay dính con boss trên thì thấy sợ động ra cái nón 240 đó. Đụng ngon dữ. Cái nón anh này mình đeo hơn bằng cái đang đeo 240. À ngon. Mày đánh á, ai đánh? Hãy đánh. Đi chan á. Cái mình bán 21 rồi, đụng ra cái nón 240. Áo quá rồi. Tình hoài cũng ra thì bán boss rồi bán ra. Ừ, tình hoài cũng ra kê. Nam mua luôn à? Ừ, đủ món đỏ màu trắng chưa ra trời. Kết thúc nhanh nè, đi qua con khác thôi. Không giống đam nữa nè, món trắng là không giống đam nữa. Trắng máu rồi kìa. Rớt một kiêu môn phái à? Không, xe bên này không rớt một kiêu môn phái đâu, Duy Nguyễn ơi. Cam Dương vô cực quán đấy hả Tú? Ừ. Mẹ mày lừa tọc bắt cả Tú. Ừ, nó anh Hải đánh ra mà đi sao vậy mày? Quá, chết mẹ mày giờ. Đụng mình ai đánh ra? Mày biết ai đánh ra không? Hải đánh ra mà mình như vậy. Anh mà đánh boss đại. Tao nhớ là boss đại. Chân máu không ra kìa. À mẹ ôm với ông xăng con tao đây. Cái món nào hay là món mự? Cái nón tung như một cực quán ấy. Chứ ông đừng ông mang cho con cái bang ông. Cái nón đấy đánh ra lâu rồi. Quá gì. Tao nhớ món ra đi mà. Ở ra bán cho thằng người xanh nó đậu là cái nó 25-20. Cho nó ít mana nhưng nó thiếu mana nó làm chậm quá. Làm đi cô. Nó. Anh không có cái đau hút à? Nhắc. Không có đau hút em ơi. Hỏi nha, nhiều đồ hỏi nha. Ui, bao tay còn một đôi giày nữa. Đôi giày với cái gì đây? Nó. Đấy là đồ mộc chứ. Ôi, cũng mộc chết trước chứ không phải chứ. Cũng mộc chết trước. Tưởng hỏi chứ. Trước nha, áo nha. Mọc trước áo vái. Chứ nó mọc. Nhẫn nè. Là đi mất đại ra đồ nam không ạ? Ờ, đồ nam đồ rồi. Rồi khui. Áo gì? Con mọc trước con hỏi. Mọc chết trước rồi. Ôi, không có tóc. Đồ mọc trước là. Đầu 16-30. Trời đâu vậy? Tiếc dữ người ta. 36-30 đẹp rồi. Chùa 26 hay ít là được rồi. Ừ. Đủ cái này 20-15 rồi.
server giờ 2x nó chê mẹ ơi. 2x nó thèm xài. Linh hồng. Nhận bố. Mình bán bố không được. Ừ, không được. Đưa ông xài luôn. Đồ ông nào thả bất đặc biệt. À chứ ông kia ông thả hai con, ok quýnh dùm nó luôn. Quýnh dùm nó luôn cho lệ. Quýnh dùm nó luôn cho lệ. Nhiệt độ. Thiên nhiệt độ. Quýnh dùm nó cho lệ. Thả cái vật thứ hai á, cái gì chết nhặt luôn. Nó này ráp, quất ngồi này. Nó có đôi giày, tiếc gớm. Nó để anh Nam mua nhiều tú. Nó nhặt nè. Ủa làm sao mà chạy một cái góc kia thả đúng phải. Hả? Đậu cái nón kia mù 3 triệu rưỡi. Đồ ông nào rồi? Nên ra lên ba lăng ba ca lại này, lên lại lụm đồ này. Nó mấy đồ, kéo tiếp bằng cái đai luôn. Lên 3 triệu rưỡi. 10 triệu nha. Ông ở trong đi có người ta. Ông chạy đâu tiêu vậy? Nó còn có đồ gì không? Ông đánh hai con được mỗi cái giá truyền hân nhục bội. Trời, rác. Rác. Rác này mày. Rồi vô phụ boss này mày, vô phụ boss này mày đây. Vô. Ừ, vô đây. Ủa. Em mua 2 triệu mấy thằng ép. Đâu ra 3 triệu. Anh đánh phụ nha Khải. Ok vô anh ơi. Vô đi. Vô đâm phụ đi nè. Con hỏi đâm phụ nè. Vô đâm phụ nha em đi cho anh Lệ. Có đâm phụ cho anh Lệ. Còn nãy cái ông gì né ra vậy đó. Đánh không có đồ gì nha em nè. Né ra lên ban ca vậy đó nè. Nè. Không có đồ. Né ra lên ban ca. Nga bị kiếm. Để cái tên vừa. Là một phương báo vậy. Là còn con hỏi là con này mới chờ đợi nè. Này mới chờ đợi siêu phẩm nè. Nãy tưởng họ chết trước, ai ngờ mọc chết trước rồi. Rồi, ra cánh phi tóc là lực nút nhỏ lẹ luôn. Đục bắt. Né ra, để lên băng ca. Ừ, né ra là lên băng ca. Rồi, bỏ. Phi tóc là lực nút. Phi tóc đài lực nút nhỏ lẹ. Ừ. Có không? Lái gom đi, ra quýnh tiếp này. Mà hết hàng rồi đi. Ừ, đỡ hết hàng, quýnh đi, đỡ chị. Đừng tối đại lực này này. Mà đánh, bữa nào đánh cũng thành. Bảy cái nền bài bóng là mình trả gói gì nhỉ? Ừ, hên xui lúc đầu. À, đánh nhanh này nữa đi làm nhà táo anh em chưa làm nhà táo anh em ơi. Còn hai con lên ngam đi 8 thả nút đã cả. Ok anh ơi, em sợ cứ anh cứ lên thả đi em cho ạc quấn rồi em đi nhà táo thì chính á. Tập này thì 30 cái mới nhanh được cái à. 30 cái à. Con mất ngam mi thì nhanh, mất ngam mi thì anh lên ngay chỗ cái mộ á, em đưa Thúy Yên rồi anh cứ thả rồi Thúy Yên em tự đánh thôi. Ủa cái mất nó là quấn ra sắp qua mà không có đồ mà. Rồi, à, tụi này cắn thêm cục may mắn rồi này, hết nửa tiếng rồi. Ủa, game boss. Anh ơi, anh nào lên đánh boss Mulan cho em thả ké con anh với. Cái boss đó là đọc cá đồ đó mà cũng còn may mắn hả? Có chứ, có đồ chứ. Bên này vẫn có đồ mà. Có thì em thấy trong võ lâm tẩy tỉ thì ngựa rồi bí có, tích. Có đồ luôn. Có đồ luôn. Ý là bên kia là không có đồ, bên ừ, là bên này có. Thôi, có. Chỉ là đánh cả bang thôi nhanh. Ừ, bên này có. Chúng em thần sắc luôn con cuối cùng xong rồi bắt đầu thả luôn. Thả luôn. Cả bang đánh nhanh. Ừ. Cả bang không sát con à. Này có đồ. Bên bot nghe mà bên đó có đồ. Đồ xanh, đồ vũ khí đồ cũng cấp 10 vậy đó. Cũng như cũng bất đại vậy đó. Mà ít hơn, ít đồ hơn tí. Đâu vậy? Má, này đồ này bà xấu nữa, ngon nha. Thế mình đứng đó, bắt cái gì đồ nhanh. Nam đang mặc áo gì tú. Rồi đợi con boss này chết khỏi bó cho anh em xem. Rồi đúng rồi đó. Ừ mới cắn mấy rồi em ơi, mới cắn full rồi. Trời gì trời.
Mày nghe nóng bình hết mày mấy hồi nào luôn không? Mày nóng bình mấy hồi nào? Mình bình mấy hồi nào muốn nhận lệ? Bật con tôn cho nó lắm. Ê, cái con ngựa mày đâu túi nhỉ? Bán rồi. Chưa tâm kê này, chưa tâm kê này khi bút mình nhiễm tú rồi. Cái đồ mấy giờ nhiều hai hai con phi quan, hai con ngựa cắn nó cả, rồi con bông tiêu nữa, đồ mày bán bông tiêu xài. Đâu, cái con phi dân, phi dân à, nó nói phi dân cái nó kể bảy á, còn cái bảy này năm á bé không? Cái gì? Còn Khanh. Có. Cái con phi dân á, còn không? Em không giống thằng tú đâu anh á, em để chạy anh á. Bông tiêu tao bán có 8 triệu rưỡi, người ta mua 10 triệu anh em tao bán có 8 triệu rưỡi rụng rồi, tình cảm muốn nữa mày. Rồi, chân máu lượm. Hả? Chị Trần ơi, sao không đổi được nhỉ? Ý là gia đình tướng hỏi không không bán cái gì á, cái gì đổi màu á. Anh mua ngân sách kiến thiết đây rồi anh. Đổi màu nhiều mà, 96 ngàn mà đổi vô tư mà. Nó là bên bên ủy viên vẫn à. Của bác như bên á. Như bên để nộp cấp bên mà. Có chứ, có mày bắn chứ Duy Nguyễn. Mới lúc nãy vẫn phun được bắn mà. Nếu mà nó cho phá gì ngon ngon rồi nữa, bông chưa chạy rồi, nó cho Nga My tới, con bông chưa chuyện có tác dụng gì hết. Bông chưa thêm cả 7 giờ bữa, bán tới được rửa rồi. Súng ngựa nó vẫn có kháng tất cả mà. Anh em trong ban mình mà không biết, thì tướng mổm nó lấy. Con ngựa kia nó cũng được 5, nó mất 2 thôi mà. Ai mà điều cũng chạy con Nga My. Rồi, lượm đồ. Cái tất cả, lấy chả có tác dụng gì. Vũ khí tinh hồng bảo thạch, 2 viên tinh hồng bảo thạch, 3 viên tinh hồng bảo thạch, 4 viên tinh hồng bảo thạch. Anh ơi. Hả? Con bận tiêu bán lại 10 triệu không? Lồ luôn. Trời ơi, đồ giày anh Tùng ơi, đậu xanh. Không bán đâu mà. Má, đồ giày này. Trời, đồ giày này tóc không có gì hết. Đồ giày phòng thủ có 2 điểm không trời? Anh em có đồ anh em ơi, có đồ giày. Đó, không có tóc. Đâu mà tên là nhà 40, không bằng thủ. Trời, bằng thủ 1 điểm vãi chứ. Thằng thủ 1-2 không vậy? Không nói trước. Không gì anh Tùng ơi. Hỏi Tùng rác. Bán lúc 3-7. Báo bán này à? Đồ tòa 6 dòng mà không có gì nhá. Ờ, không có gì. Cái lần lần em ơi, lần lần em Thảo. Anh giao dịch em Thảo, anh Thái thì anh là Thảo. Con này yếu lắm, rồi chết rồi. Ok, Thương Dương bắt Thương Dương bắt anh này. Bắt cái đồ gì vậy? Không có tóc. Đó. Hồi sắc nội nội. Anh ơi, giao dịch lá tinh hồng trước này, khỏi đỡ chặt rương anh này. Thương Dương bắt luôn này. Cho mày em đi giả tạo rồi. À đây. Cái đồ rồi, ok. Cái đồ này để cho anh nè. Là đi thả hai con nữa nha anh em. Vô tiếp tục anh em ơi, ba con bút đặc biệt. Hỏ hỏ, con hỏ. Đưa cho một con về lấy nó thả nó tốt. Rồi, có ai con boss nào không? Khải lưng em mi nè em ơi. Khải đứng sẵn ạ, 120 30. Rồi, cái con đặc biệt. Rồi, đây này. Đặc biệt như lên thả đi anh. Ờ, ok. Ý, đúng, tự nhiên out game vãi chứ. Thế ra này là ai nhỉ? Tự nhiên out game. Này đi boss. Này đi boss, cái chủ sát ông đang vứt cái đòn này biển đồ. Ở đó còn lá hầu. Lá hầu. Mình cũng chú sát nó chửi mình chú sát đến KL. Mình gặp lại chú sát. Ok. Thế đi giả tạo ngay. Rồi mới nhiệt đồ nè. Không, con thủy trước là của anh Tùng chết trước nè. Gần chết nè. Đó là lét rồi. Được rồi, Khải canh máu nha. Anh em xem này, trên live này. Khải canh máu phải bảo ngừng là anh em ngừng nha. Đó, Khải đang canh máu ấy. Canh máu chưa đến 3k mà.
vẫn bơm hai loại. Đúng rồi, đúng rồi, thử bơm hai loại, bơm hai loại lên. Bơm lên thì ngon. Ngày xưa em gồm cả ba, nếu à, nào, không có lên tiện nữa. Điểm biết hai cái kìa. Ở cái phần lưới thuốc này, nhưng mà em phải được lên tiện nào. Lôi sắc, chó. Còn auto thì mặc định vẫn là cắn bình thường, auto nó cắn auto 80%, cắn hai mình. Chô. Hai con thủy đồng hành thủy chết ngang nhau luôn à, quá đái vậy. Rồi ngừng đam đi em ơi, thủy sắp chết, ngừng đam, ngừng đam, ngừng đam. Tất cả anh em ngừng đam, phục phục hết, chết mẹ luôn rồi. Đó. Bố già anh nữa đâu. Nhưng mà ông đang dừng đam không ăn à? Toàn đồ trắng à? Toàn đồ trắng rồi, khỏi lái luôn rồi lái. Ngừng, ngừng, ngừng đi, ngừng đi, ngừng đi. Để lắc. Rồi ra khai cho lấy, ngừng đi, ngừng đi, ngừng đi. Vui chơi phải biết điểm dần chứ. Ngừng mà không kịp, ngừng mà không kịp. Đại lực tí tốc có thể rồi. Ngùng mà không kiểu không sao, không sao. Tâm mờ lên ngừa liền chứ. Vui chơi, biết không chơi đấy liền đánh thôi. Đồ chánh mốt đi hoạt động trường. Nói chung tầm này hoạt động có lắc và đánh trường lắc. À, tầm đồ chánh rồi. À, đôi em đọc nó mùa. Có lắc không, tốt, có lắc không, có em á, em lúc nào em cũng em bây giờ không phải công. Bố già là đang chết rồi, không canh được cái điểm của mình. À, mình đang ngoài công rồi, mình đang quên, mình đang ngoài công rồi. Rồi được, đừng đam nữa em ơi, được khải canh luôn nha, đừng đam nữa. Con này nó khả năng được môn khải tự canh cho. Con này nó có một xíu rồi. Ngày xưa người ra thì ngày em có để cho anh tầm 15 viên, 10 viên TikTok được. Bữa nay chắc nếu làm không đủ cho nó xài luôn. Không đủ. Rồi không đam nha, được khải cho, khải canh cho. Không đủ. Ăn được khoảng 2, ăn được khoảng 4 con boss. Thì vừa chung cũng 4 con là có 8 viên lắc rồi. Đừng đủ, đừng dùng. Có cái ban kia dài chơi. Cái ban em để lại rồi. Em để lại cho bên thử ấy đấy. Chính là con Hoàng Cường ấy. Đổi đổi tên cho Hoàng Cường, đổi tên nha. Đúng rồi, đổi Hoàng Cường thì mình đổi trong đấy, đổi giúp cả đổi tên không có biết không rồi đấy. Ok. Chà. Chuẩn bị Sơn Hà, có Sơn Hà 2 đây. Với cái gì vui, Sơn Hà 2 thì cái gì là giờ Thủy là của Khanh, còn Thổ là của Tùng nha nè. Bây giờ thả đường ngon cả. Cái gì ngon anh chỉ bán được loanh quanh tầm giá 5 kim thôi, quay đầu rồi. Bây giờ không bán đó. Hai bao tây để chuyển ra. Rồi chuyển đô này. Cái là của thằng Tùng mà, Lê Tùng mà. Chuẩn bị phui hàng này. Bên bang mình không phải anh Khải. Sao em? Lê Tùng trước có chơi bang bên mình đúng không? Có. Bang mình chứ bang nào, Nasita đó. Nasita. Anh Nasita. Nasita. Cũng chơi từ đầu luôn á, chơi lâu lắm rồi. Anh chơi ngang lý nhất ngày xưa. Con đào Quấn Tùng em ơi, con đào Quấn Tùng bố về ai? Con đào Quấn Tùng à, bị mít rồi. Tùng đấy, mua ạc, Pedro Bomb đấy, lên băng ca. Xong rồi bán đúng không? Ừ, giờ giờ đây, giờ đây em ơi. Đây này, vứt đất luôn, vứt đất luôn. Bố về vứt rồi. Anh bán con giải băng rồi. 200 cá nhân, chưa thấy vứt. Đâu rồi? 200 quán nhân đâu? Anh bán cho team chỗ của ấy đây, chỗ của bạn của Tuấn hay sao ấy? Đâu, 200 quán nhân đâu? Vũ về đâu rồi? Được chưa? Thế là chắc là cái ạc của Hoàng Cường đang chơi rồi không gì? Không, không. Hoàng Cường là con của con gì không chú? À, là biết rồi. Trời, ông nào nhặt đâu? Ông nào nhặt 200 quán nhân của anh Tùng nào? Không né gì đây. Giao dịch lại 200 cá nhân. Lên mắt con giả tẩu. Giả tẩu quanh rồi á. Ok có rồi. Đủ đâm tiền. Ok để đưa em đọc lên buồn á. Buồn cái nữa rồi kết thúc quá. Rồi kết luôn đâm. À con thủy trước của ông Khanh chết trước à. Để anh ra nhạc cho. Đánh ra nhạc cho. Lâm đồ. Lâm đồ. Ủa đâu vậy? Ủa dạ. Thị tinh, phi tóc. Mở đây anh, mở đây hả thần ơi. Được một bao tây, hai đai lưng. Không mở sơ bánh xong có đi bán được dạ. Thì bán. Đang làm giả tẩu chưa xong. Hai bao lời bóng. Vụ này chắc luôn. Chưa xong. Tăng nội lực 81, 120. Có
Rồi có gì nữa không? Thủy là của anh Khanh nha, thủ là của anh Tùng là Lâm này. Rồi con này chẳng có đưa Nam Độc lên phù quốc nữa đâu. Nó không có Nam Độc, nó không lên đam được thủ. Không có Nam Độc nó không thể nào lên đam được. Rồi lên lượm đồ. Chờ đợi thì có cái đồ bao tay ở đây, lưng là ngon ngon đây. Kiếm, à kiếm thổ à. Rồi kiếm thổ, ok, khui hàng. Khui áo thổ ra. Kiếm thổ, ui tốc độ đánh sát thương, độ độc sát không bao nhiêu, vãi chướng. Trời cái tay à, hồi kim cái này nhìn cũng đẹp luôn. Lôi chịu rồi, thổ chịu rồi. Đồ, đại thủy nè, 6 dòng nè. Không có đồ gì luôn. Bà tay 6 dòng ra. Đa lưng 6 dòng, 20 lát của em. Đây này cũng tầm 4 rồi. Thôi em ơi, ra 20 mà còn có vật lấy làm chặt thì được. Ừ, này ra. 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 Tài ơi, lên giúp đánh nốt cái con mình với nhá. Ok ok, đánh cho. Gì gì lấy 2 lửa bao là hắn cũng Khanh rồi Khanh ơi. Chỗ nào anh ạ? Hứa thành bắt em ơi. Đi lại lấy 200 cá nhân này. Cũng bót em được 200 cá nhân, cũng thí anh cầm anh đưa luôn nè. Tí nữa anh gồm bên kia xong. Hối thằng bác. Đây, 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 đây. 200 cá nhân này. Tí là hán này. Rồi. Con đó được 200 cá nhân nữa. Rồi, đợi Khánh đánh giùm cho. Rẹt nha rồi. À, em phụ vào lúc hả? Phụ em, phụ một tí nữa xong. Rồi, phụ đam lên em. Ai có đam gì có đam thoải mái đi. Khi nào kêu ngừng thì mới ngừng thôi. Cứ đam thoải mái. Rồi, con này là hết bót đúng không? Mày cứ hệ lên thẳng mấy phóng trợ được. À hả. Cái gì vậy? Cái con thủ lâm mềm nữa đi. Con này chuyển theo nghĩa là đâu phải á. Ừ ok anh. Ừ thế làm sao? Không đi được à? Em off từ ngày 7 đến từ chiều ngày 7 đến 13. Ra chỗ ông Nam chơi à? Ừ, đưa cả nhà đi chơi cho là tiện quà ông ý. Ừ, cái nhà vui. Nam Tiêu Phong rồi. Ừ. Vâng. Mẹ, ông ấy định đi 11, 12 về, em bảo đéo thì thôi, dẹp mẹ đi. Thế ông hỏng mất mấy bài tối ông về. Tối nay là tối mai ông về. À. Vâng, mẹ cầm hát cho cả tháng ít rồi. Ông về đi, cầm đuổi, còn cầm hộ mình. Còn đang đi chơi mà cầm gì. Ông mình cầm trong cái cảnh gần hai mấy ngày rồi. Dạ, giờ đến giờ tao mới cầm hộ mình chứ. Vô thường. Rồi em thật lên mít à. Thằng trời đang quanh. Xong rồi đi vào đấy Nam. Ethanol ai anh? Thần. Toàn đi mây về gió thì nói chuyện tao từ giờ anh. Ừ. Chợ này em vẫn chơi, vẫn hoạt động bình thường thôi chứ. Nghe tin đấy rồi, em vẫn chơi, vẫn hoạt động bình thường. Nhắn tin thì khác rồi ạ. Cũng phải xong thì nó sẽ khác. Ừ. À, làm buồn cái. Nói chung là đội đi mây về gió. Thôi, làm con này nó chắc ụp ngủ rồi. Hết boss rồi nè mày. Không biết cái về cái gì không đây. Rồi. Hử? Ai là từ WhatsApp đã biết đó. Cái gì? Ai là từ WhatsApp nào, bot có dung cương còn đến với này. À, lúc ra là bài lần lứng sẵn ngày quốc do này rẹt luôn. Chỗ đó đánh bởi cho anh. Không không, nghe My là bài của sao đâu quýnh được. Ra chỗ bánh tàu bà lần nghe. Bánh tàu. Bánh tàu bà lần, nhanh nhất. Hai con. Hai con đánh được rẹt. Hơn ghê tộc trọng. Em đọc bùa ra. Ơi, hai ông bà này tốn tiền, ông kêu trả 20 vàng một con em ơi, 20 vàng một con. Như vậy, con thả. Rồi đầu gì ba lần bánh tàu ra sẵn đi. Xong này anh chạy về anh phụ đánh cho hai con nữa. Được chứ, thả đi em đi, thả cứ cầm 40 vàng á, cứ cầm 40 vàng là đứng cái tầng thứ hai á, bậc thang thứ hai, từ dưới lên á. Thả là chục phải thôi. Sát bên cái tường á, đứng sát bờ tường là được.
sư xem live hoài mà không hiểu được anh quýnh như thế nào, chết rồi. Rồi lúc anh rớt đồ. Phải. Xem live rồi nổ kênh YouTube rồi. Đâu. Không hiểu được là cách thả bot như thế nào là chết rồi. Rồi, mấy anh ngừng đam này rút Khải tính cho. Rút hết đi anh em. Chạy ra ngồi đứng chơi đi, đúng rồi. Muốn ngon lành phải chạy ra ngồi đứng chơi đi. Đồ cô bại này, bố già này rút đi. Cắt bot ra. Còn đứng quýnh nhây nữa là kẹt hết á, không có điểm á. Rút đi. Đồ cô cầu vợ. À. Thôi. Còn ít phần trăm thì nó khả nốt được. Lúc này, Tại sao không đánh nữa anh? Có, nhớ đỡ đứng yên được, đừng có chạy không đúng. Để con Thuyền đánh, con Thuyền kết thúc. Để con Thuyền kết thúc. Ảp đầu ông nói ông về cảnh thơ, ông chịu alo em. Đi mua mana, nó hút mana. Rồi. Ai? Ông ấy mình, anh chẳng về miền Trung nước. Của đó, ông bay về cảnh thơ. À. Ông về được pháp. Anh thì cái kiểu là ham vui. Chỗ nào mà vui mà đi được thì là sẽ không chối. Còn nếu không đi được thì bạn không đi được. Cái là bằng ca là gì? Không sao, ông nằm vùng tí rồi ông lại đi đâu vậy? Ai? Quân ấy. Ok rồi. À, thì cảm sang. Thì cảm sang chém gió bây giờ đi vào lại với anh em đâu. Đâu cũng kẹt, không bù được ra. Đúng rồi. Gia Hưng đi vào gãi bên anh, bên Tương Dương. Thì thế là sang kèm gió rồi vừa đại thôi. Không bù được, đậu xanh. Được. Lỗi rồi, Hồng. Ui, chết mẹ rồi. Lại nghe tiếng ngựa hí rồi. Rồi, đứng im đi. Rồi, ok, đứng. Tại vì nó không bù được, nó đánh lâu lắm. Mới ao cho nó chết. Rồi, bù được rồi, đứng im. Rồi, nó nằm động lên buồn cái nó kết thúc. Rồi nó chạy dữ quá không buồn được. Nằm quá nữa rồi. Hai lần tới có ra cái nón tàu 40, 25 mà. Rồi, là con này gái cho anh em xem. Rồi, trước từ khi 9 giờ anh đi vận động cho anh Phúc. Đi được dưới được tầm 6-7 mạng, 6-7 mạng. Không cần mày nó khỏe lắm em ạ. Không thấy được nó khỏe lắm đâu. Cái bài má tiếng không mà. Ngon, bao tay là ngon, đẹp. Có thằng bán bao tay đồng cụ, nó kịp kìa. Rồi, đồng đô. Nào, giao trên thế giới là 1.8-200. Mù tiếng nó mà bồi nhu tình rồi không? Đúng rồi, thì vẫn là nhu tình. Đặt móc 81 rồi, 16 móc 81 rồi. Đẹp rồi, trời ơi, tầm đấy này, quá hay kề. Nó kẹt mà, chắc cướm lắm á. Đâu em này. Vô quả em đam mấy xe rồi, báo mạng luôn. Đúng rồi, tầm này cái con của anh ngày xưa nó đã không đặt mốc đấy, nó đã thổi còn của ba cháy rồi. Vô gia đam phải quả là biết bao. Vừa trâu vừa đam to nữa, mắt 120 nó khỏe phải liền. Đúng rồi. Dạ. Đúng. Anh nghĩ mày đổi về năm hình. Một cây vũ khí. Con mặt sẽ đứng được. Không ngon hơn đâu, không ngon hơn đâu khách, không ngon đâu khách người à, thôi. Mày mặt như tình chứ. Không mà chúng ta làm nhân đẹp mắt được chấp rồi. Quan trọng là cái nhu tình ấy là nó đam to, nó sốc đam. Rồi, nhiệt đồ. Cái thằng đưa hoạt động ấy, đưa hoạt động nó nằm nó dựa nữa, nó sốc đam lắm. Rồi, khui đồ này. Con gì vậy? Có bàn tang lễ thế. Má nó tủi đau, mẹ thấy bà cố. Của anh tang lễ là có chắn á. Thì đấy, mẹ nó tủi đau thấy bà cố. Rồi, cái bàn của anh to, cái bàn em à. Đường một đai lưng cũng được nè, vì hết thành vách lấy nè, ấy ơi. Ừ, đai lưng này kháng hỏa 11 đồ cũng được hết chứ. Con có bàn tang lễ. Đồ sinh khí 20. Được đấy, là lưng này cũng ok, tầm ổn á. Mua đai đẹp nhé, đai là đẹp. Đai đẹp đấy, sinh lực 20, sinh khí 20. Của ai kia về nhận hàng gì à? Đai này phèn phèn cũng được, cũng có biển đấy. Chẳng 40, khăn hóa bao nhiêu anh? 11, nhưng sinh khí 20 điểm. Nói chung con bao tay là được đấy. Lấy cái đai này. Anh này nè, được cái đai lưng này, đó là cái đai. Đai lưng đẹp này, đai lưng cực vang này. Đai lưng này có tiền ấy. Lưng này có tiền ấy. Này, rồi với một lỗ bao bí kíp này. Quên lòng một lỗ bao thiết là hãng. Rồi đợi tí lượm 200 cá nhân nữa xong. Rồi chắc.
Ủa cái đai đã bán được bao nhiêu? Được vài kim. Chục kim, hơn chục kim. Tùy hên xui gặp khách. Gặp khách thì giá nào nó cũng mua. Rồi 200 cá nhân như đất kìa. Em không gặp khách thì 5-7 kim. Cái đai hả? Ừ. Gặp khách thì có thể bán được chục kim. Không gặp khách thì bán được 5 kim, 7 kim. Chúng đai nó đẹp á. Đai bán được. Nói chung là đai đấy không đắt, nói chung kháng hỏa là không nó thấp. Nhưng mà được, trong 40 bán được. Trong 40 sinh khí, sinh lực nội lực cũng được. Thực ra bán đây đấy, chục kim thì phải gặp khách ưng lắm nó mới thích. Còn không thì đang quay gần 5-6 kim là bán được. Đâu đó, đẹp được 5-6 kim, ngon lành lại. Rồi ok, anh em. Thực ra bản thân bây giờ nó... Ok anh em ơi, sau bắt 79 thì trong bàn cũng thu được vài món. Thì Khải lúc này Khải ngốc trên kênh nè, trên bàn đó. Anh em thử tham khảo sơ qua nha, đại lượng này ok này, quá đẹp. Sinh khí 20, sinh lực lực họ trong 40, đai này tầm này với thời điểm hiện tại cũng khá là ok đó nè. Tuy rằng không bằng cái đai Khải hôm trước Khải đưa cho anh Tùng là 23-40 sinh lực lực. Nhưng mà đai này bù lại cái lượng kháng hỏa hơi thấp đó. Nhưng mà nó cũng có được cái lượng sinh khí, sinh lực lực cũng khá đẹp nè. Sinh khí mắc. Cái này đai lưng này nếu mà Thủy Lâm mang thì sinh lực gần bèo lắm, gần 200 hơn sinh lực cái đai lưng này. Gần 220-230 điểm sinh lực đó, cho Thủy Lâm á. Mấy món như này ổ như này xó rồi. Ok. Rồi ở bắt 79 này thì không có gì hơn thì Khải xin phép một la luôn nha anh em ơi. Hẹn anh em 7 giờ rưỡi tối mai gặp lại nha. Không gì hơn, anh em đừng quên đó lại cho Khải một like đăng ký ủng hộ bắt 79 này hơn 100 like. Khải sẽ tiếp tục gom trong bang cũng như là lên trong bang tạo tiếp tục một video bắt 80, 81, 82 tiếp tục cho anh em xem nha. Ok. Bye bye. Chúc anh em ngủ ngon nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em nào xem rồi thì những cái bắt như thế này up lên đó đừng quên đó lại Khải một like ủng hộ chơi nha anh em. Bye bye mọi người nha. Hẹn em 7 rưỡi tối mai gặp lại nha.